Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Dịch bệnh ảnh hưởng đến đời sống người Việt tại thành phố Kiêng San, tỉnh Kiêng Búc, Hàn Quốc. Bốn mươi nghìn khẩu trang miễn phí dành tặng xóm làng, tấm lòng đáng quý giữa mùa dịch bệnh. Độc đáo bảo tàng các nông cụ của dân tộc Khmer vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Thưa quý vị, danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tiếp tục dài thêm. Ngày 5 tháng 3, Nam Phi đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus COVID-19. Bệnh nhân là nam giới 38 tuổi, đã từng cùng vợ tới Italia du lịch. Còn nước Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Italia trong ngày 5 tháng 3 còn cao hơn cả Trung Quốc. Tính đến hết ngày 5 tháng 3, nước này đã có thêm 590 trường hợp nhiễm mới và thêm 41 ca tử vong. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo 143 trường hợp nhiễm mới và 30 ca tử vong. Như vậy, thế giới đã ghi nhận hơn 98.000 người mắc COVID-19 và trên 3.300 người tử vong. Dịch bệnh này hiện đã xuất hiện tại 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bắt đầu từ 6 giờ ngày 7 tháng 3, tất cả khách nhập cảnh vào Việt Nam bắt buộc sẽ phải khai báo y tế. Thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng ngày 6 tháng 3. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với mọi khách nhập cảnh vào Việt Nam từ thời gian trên. Bên cạnh việc khai báo y tế bằng giấy, cần khẩn trương triển khai khai báo y tế bắt buộc bằng hình thức điện tử để tạo thuận lợi cho hành khách nhập cảnh vào Việt Nam. Việc này có thể được thực hiện ngay tại sân bay trước khi hành khách lên máy bay. Các cửa khẩu có phiên dịch viên tiếng Anh, tiếng Campuchia hỗ trợ khai báo y tế và sàng lọc tờ khai. Quá trình này có kiểm dịch viên y tế làm thủ tục nhập cảnh hướng dẫn hành khách và đóng dấu xác nhận. Khi phát hiện hành khách có biểu hiện nghi ngờ COVID-19, kiểm dịch viên y tế tiến hành cách ly người bệnh, báo đơn vị y tế để đưa về địa điểm cách ly tập trung giám sát. Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn 14.000 người, trong đó có 400 người cách ly tập trung tại bệnh viện, trên 8.800 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và hơn 5.000 người cách ly tại nhà, nơi cư trú. Ngày 5 tháng 3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết các biện pháp bảo hộ công dân của Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, công tác bảo hộ công dân tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Việt Nam. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân, trực 24/24, thiết lập kênh liên lạc đối với các đầu mối cộng đồng ở nước sở tại, đặc biệt là tại các khu vực có dịch, để thường xuyên cập nhật tình hình, thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Đối với các công dân Việt Nam nhiễm bệnh ở nước ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam thường xuyên liên lạc, thăm hỏi và yêu cầu các cơ quan chức năng sở tại quan tâm, điều trị tích cực. Hiện sức khỏe của các công dân Việt Nam nhiễm bệnh đều đã ổn định. Theo người phát ngôn, Bộ Ngoại giao đã chủ động công bố và thường xuyên cập nhật thông tin, lưu ý công dân Việt Nam hạn chế, không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng nước ngoài đã khuyến cáo. Khuyến nghị công dân Việt Nam tại các khu vực có dịch nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo, hướng dẫn, tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch của nước sở tại, hạn chế đi lại nếu không cần thiết. Vào ngày 5 tháng 3, Hàn Quốc đã đưa thành phố Kiêng San vào diện khu vực quản lý đặc biệt do tình hình lây lan của dịch COVID-19. Đây là địa phương thứ 3 xếp vào nhóm này. Trước đó, hai thành phố lân cận gồm Daegu và Cheongdo thuộc tỉnh Bắc Kiêng San cũng được coi là khu vực quản lý đặc biệt. Điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của người Việt tại đây. Hôm nay, toàn bộ khu chợ Kiêng San của thành phố Kiêng San phải đóng cửa để phun thuốc khử trùng. Từ 2 tuần nay, các hoạt động buôn bán sinh hoạt của các tiểu thương ở đây đều bị ảnh hưởng do người dân hạn chế ra đường và đến những nơi đông người. Nhiều cửa hàng của bà con người Việt tại Kiêng San cũng đang rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng khách. Lượng khách sụt giảm mạnh so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 diễn ra. Do đại dịch bùng phát cho nên buôn bán lượng khách giảm đi rất là nhiều. Chợ thì cho bán 5 bữa bữa nghỉ để khử trùng diệt khuẩn cho nên là em chỉ bán được ship đi thôi. Do tình hình dịch bệnh COVID
COVID-19 bùng phát và Bộ Y tế khuyến cáo mọi người hạn chế đi lại nên quán không có khách và quán phải đóng cửa hơn một tuần nay và các khoản chi phí thuê mặt bằng, thuế làm cho mọi sinh hoạt trở nên khó khăn hơn trước dịch bệnh. Trong hai tuần nay do dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh nên trường học và nhà trẻ đã đóng cửa. Hiện tại vợ chồng em đều phải ở nhà. Do một số công ty không hoạt động do dịch bệnh khiến công việc sinh hoạt của em trở nên khó khăn nhiều hơn. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện tại có khoảng hơn 18.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Bắc Kiêng Sang. Mặc dù cuộc sống bị đảo lộn, nhưng tâm lý của người Việt tại đây nhìn chung vẫn ổn định. Mong muốn lớn nhất bây giờ của mọi người là dịch bệnh COVID-19 sớm được kiểm soát. Em mong nhà nước và Bộ Y tế của Hàn Quốc cũng như các nước khác nhanh tìm ra vaccine để chữa bệnh cho những người nhiễm bệnh, để công việc của em nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung được trở lại như trước. Gyeongsan là thành phố cách thủ đô Seoul khoảng 330 km về phía đông nam và nằm ở phía đông Daegu. Gần đây ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt từ một viện dưỡng lão và một số địa điểm khác. Thành phố này chiếm hơn 70% số ca nhiễm mới của tỉnh Bắc Gyeongsang. Tỉnh hiện ghi nhận 861 ca nhiễm COVID-19. Tiếp tục với câu chuyện ấm lòng giữa mùa dịch bệnh. Câu chuyện này đang được viết nên từ một người phụ nữ ở Đông Anh, Hà Nội. Kinh tế gia đình tuy không quá dư giả, nhưng bằng tấm lòng đáng quý của mình, chị đã huy động sản xuất 40.000 chiếc khẩu trang để tặng miễn phí cho hàng xóm xung quanh. Xưởng sản xuất áo mưa tạm ngừng hoạt động đã 3 tuần. Đây là vải không dệt QL40, loại vải chuyên sử dụng để sản xuất khẩu trang. Hàng chục công nhân từ xưởng sản xuất áo mưa được gia đình chị Thắm điều động sang may khẩu trang để phát miễn phí. 40.000 chiếc khẩu trang vải được chị Thắm dành tặng người dân xung quanh. Khẩu trang được may đủ 4 lớp, được khử trùng bằng dung dịch sát khuẩn nano bạc và được giám định đạt yêu cầu bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tiền vải, tiền máy móc rồi là tiền nhân công là mình vẫn phải trả đều hàng ngày. Nó lên tới khoảng hơn 200 triệu rồi. Rất là nhiều người hỏi mua, rất là nhiều người mà đề xuất với việc là mua để phát vào khu nghiệp nhưng mình đều từ chối. Bởi vì mục đích mình làm đó là mình phát tặng miễn phí, chứ không có mục đích là buôn bán gì cả. Thì hiện nay thì gia đình chị Thắm này thì vẫn phải sống với bố mẹ đẻ, cũng chưa có điều kiện để mua nhà đất riêng. Các nhà xưởng cũng vẫn phải đi thuê đấy. Đấy, chứ không phải là của gia đình mua được đất để làm nhà xưởng đâu. Nhưng mà xuất phát từ cái tinh thần từ thiện, giúp đỡ nhân dân, người dân có những cái khẩu trang đạt đủ tiêu chuẩn để phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe. Chẳng dư giả về vật chất nhưng giàu lòng nhân ái, không góp của thì góp công. Chiếc khẩu trang tuy bé nhỏ nhưng gói ghém cả ấm áp tình người. Chính trong những lúc khó khăn, tình người càng thêm bền chặt. Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaya Việt Nam vừa quyết định trao Giải thưởng Kovalevskaya năm 2019 cho tập thể các nhà khoa học nữ Phòng thí nghiệm cúm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vì những đóng góp to lớn với các công trình nghiên cứu phục vụ phòng chống các dịch bệnh viêm đường hô hấp nguy hiểm, phát triển vaccine cúm, kiểm soát virus cúm. Họ cũng là những người đã phân lập thành công chủng virus corona mới. Thời gian qua, nhóm các nhà khoa học nữ của Phòng thí nghiệm cúm đã có những thành tích đáng nể như tham gia công tác khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp nguy hiểm SARS năm 2003, phát triển quy trình thực hành an toàn sinh học tại Việt Nam, phát triển phòng thí nghiệm đầu ngành về nghiên cứu virus cúm, phục vụ chẩn đoán, nghiên cứu virus cúm AH5N1. Đặc biệt, các nhà khoa học nữ đã tích cực tham gia nghiên cứu phát triển vaccine phòng chống cúm, kiểm soát sự kháng thuốc của các virus cúm, phát triển các phương pháp nghiên cứu toàn diện, đánh giá vai trò của virus cúm trong các nhóm bệnh viêm đường hô hấp và gần đây nhất là phân lập thành công virus SARS-CoV-2. Ngày 6 tháng 3 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế, tổ chức hội thảo khởi động và lập kế hoạch dự án tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình của họ tại Việt Nam. Thông qua hội thảo, dự án này chính thức được khởi động và giới thiệu với các bên liên quan về thực trạng dễ bị tổn thương, các rào cản ngăn cản đối với sự hòa nhập kinh tế xã hội, văn hóa và chính trị của phụ nữ di cư hồi hương và con cái họ. Tại hội thảo, Giám đốc chương trình Tổ chức Di cư Quốc tế Việt Nam Brett Dixon cho biết ngày càng có nhiều người Việt Nam di cư ra nước ngoài vì các mục đích khác nhau như lao động, học tập và kết hôn.
Theo thống kê của Bộ Công an, trung bình mỗi năm có 18.000 công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài. Tại một ngôi chùa nổi tiếng ở tỉnh An Giang, có một bảo tàng rất đặc biệt, bảo tàng các nông cụ cổ của dân tộc Khmer. Bảo tàng do một nhà sư sưu tầm với mục đích để con cháu đời sau hiểu được nỗi vất vả của ông cha để thêm quý trọng sức lao động. Công việc sưu tầm nông cụ cổ của nhà sư Chao Sơn Hy mới đó mà đã hơn 10 năm. Đối với một sư cả, chuyện kêu gọi đồng bào Khmer chung tay xây dựng bảo tàng không mấy khó khăn, huống gì mục đích của sư Chao Sơn Hy hết sức ý nghĩa. Có những món rất quý, chẳng hạn như chiếc xe bò 130 năm tuổi này cũng được người dân tặng cho chùa. Hồi xưa anh ta dùng cái chiếc xe này để đua, sau này mới nghĩ đua cái xe này, người ta đua bằng cái bờ lại. Từ một hai năm cũ ban đầu, hiện bảo tàng của sư cả Chao Sơn Hy có trên 50 hiện vật từ 50 tuổi trở lên. Hầu hết các nông cụ này đã không còn được sử dụng trong dân. Chẳng hạn như chiếc lưỡi hái này, nông cụ chuyên dùng thu hoạch lúa mùa lũ. Những cái này sử dụng như thế nào sư chỉ con? Cái này mình móc lên này. Móc lên, gom vô máy bóp. Cắt. Hai, ba tay thì mình bó một thành một cái bó. Cũng chưa đầy đủ. Sau này sư sẽ cố gắng kiếm được kinh phí để mà làm cái hình duyên dáng đồng phục của người Khmer hồi xưa để dành cho con cháu. Gần đây, bọn trẻ trong Phung Sóc rất thường đến chùa. Chúng đến không chỉ để vui chơi mà còn để nghe sư cả chùa Sà Lôn kể chuyện về các nông cụ cổ. Bọn trẻ thích thú với những điều mới lạ. Còn đối với sư Chao Sơn Hy, niềm vui nằm ở lòng tự hào bảo tồn được giá trị lao động của cha ông, mà nếu không được giữ gìn, chúng đã mất từ lâu. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại trên website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.